大家好，欢迎你们来马老师的频道，chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của cô Đào. Hôm nay là trời đã chuyển vào đông rồi nên thời tiết nó hơi bị se lạnh mà, nên vậy là phải đeo khăn mặt như thế này nè, gàng ốc khăn quàng lên. Và sáng nay cô Đào ăn ở Seven Phan Thoảng và uống một cái nước ổ banh tên như vậy ha. Thì ở đây hôm nay có cái gói là Thao Thang Combo, là một phần như vậy, lấy một phần như vậy thì chỉ có 46 đồng thôi. Thả lò sư buổi sáng thì có rất là nhiều sự lựa chọn ha. Hôm nay có thể là hơi sớm nên thả lò sư tới đây nè, thì khung cảnh ở đây nó rất là yên bình. Và công nhận là Seven, thường là đồ của Seven thì hơi mắc hơn so với những cửa hàng tiện lợi khác, nhưng mà chất lượng thì rất là ok ha. Cái phan thoảng như vậy nè, nó cái rong biển của nó ngon hơn so với những cửa hàng khác ha, để hơi mắc một xíu thì tiền nào của đá. Và Seven nó có một cái hệ thống cà phê, nhưng mà được cái là bên đây mắc nhưng mà người ta vẫn có ý thức tiết kiệm ha, là nếu như mà sử dụng cái ly của mình á thì sẽ được giảm 2 đồng. Và bây giờ bên Đài Loan người ta đang rất là bảo vệ môi trường nên bây giờ không có cho cái ống hút nữa, nên một là bạn phải mua cái ống hút riêng của bạn, hai là bạn đổ ra ly bạn uống, ba là bạn dùng cách nào bạn uống nhưng mà không được xài ống hút ha. Bye bye, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ ha.